Hello cả nhà ơi, nhà em đến Huế rồi. Huế chào đón em với một cái nhiệt độ khủng khiếp, nhiệt độ nóng tới 39 độ, nóng dã man luôn. Đây đang ở siêu thị Big C, đến lúc tầm 1 giờ chiều, rất là nóng. Giờ nhà em sẽ đi ra Đại Nội, hy vọng là còn ngó nghiêng gì được xíu. Rẽ phải vào Hùng Vương. Giờ đang đi trên đường Hùng Vương. Có nước cho em chưa không? Nước. Để ba lô á, ba lô con em. Bỏ cái quần rồi hết đi, bỏ mấy cái quần rồi đó cho nó nhẹ. Bắt đầu đó đi. 500m nữa tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ ba vào Hà Nội. Phía trước mặt nè, phía trước mặt là đường Hùng Vương. Một cái con đường mình nghĩ là con đường chính ở thành phố Huế này luôn. Em thì chưa đến Huế bao giờ. Còn bên tay trái là khách sạn Vinpearl. Ở bên tay trái là khách sạn Vinpearl, các bạn nhìn kìa. Không biết điện thoại nó trụ được tới bao lâu nữa. Khách sạn Vinpearl bên tay trái kìa. Melia Vinpearl. Gì rồi? Mày coi coi. Chơi nước hả? Để coi. Không sao đâu, tí không nó. Sao đâu, không sao đâu. Tí nó khô vậy. Mẹ bạn không chặt đó mà. Chị hay bạn lại giùm mẹ đi. Rồi sẽ rẽ qua coi bên này. Đây cái sàn Vincom Plaza nè. Nhìn cái sàn nó to vật vã luôn. Rồi bạn kẹo bánh gì không bỏ đây. Ra khỏi vòng xuyến vào Hà Nội. Melia Vinpearl Huế. Đi tiếp Hà Nội 800m nữa. Vị trí cực kỳ đắc địa luôn. Đây là đường Hà Nội. Nóng. Nhiệt độ 39 độ đều nha cả nhà, lúc này là 2 giờ rưỡi chiều. Hôm nay là chiều ngày thứ thứ ba. Nhiệt độ ngoài trời 39, gió nhưng mà gió này nóng lắm, đúng là gió Lào luôn. Mọi người nói ra Huế mùa này là ảnh hưởng của gió Lào. Mày đổ vô hả? Đúng rồi. Đổ coca vô. Đúng rồi. Đường này đang được sửa chữa, đường này đến dẫn đến Đại Nội. Em ba nhìn hồi nãy cái được đậu xe cũng khá gần ở trong á mà. Đúng rồi, từ đây đi qua có 1 phút à. Không, ý là được đậu ở xe ô tô, xong rồi vừa tham quan ở trong. Còn chút xíu ở Huế. Ở siêu thị Big C, thì mình nãy đi nóng quá, chùa không đấy. 200m nữa, check sang phải vào cầu Phú Xuân. Đây, quẹo phải. Cầu gì đây không biết. Check sang phải vào cầu Phú Xuân. Cầu Phú Xuân. Cầu Phú Xuân. Lần đầu tiên thì sông Hương nè. Sông Hương, núi Ngự. 500m nữa, rẽ trái vào Lê Duẩn. Cầu Tràng Tiền kìa, xuống. Cầu Tràng Tiền. Cầu Tràng Tiền. Cầu Tràng Tiền. Đó, cầu Tràng Tiền đó. Đó, đọc trong sách thấy rồi đó, hình trong sách đó. Cầu Tràng Tiền chỉ vậy thôi đó. Sống dài 12 nhịp anh. Cái gì? Thương nhau rồi, xin nhịp về mô. Về mô là về đó. Rồi, anh mới nói gì đâu đó. Hà
rẽ trái vào Lê Duẩn, sau đó rẽ phải vào cửa ngăn. Nghe con đường mấy nào? Em có người bạn bé Mai không? Ta chỉnh giọng lại xíu rồi nó mới dễ nghe đó. Không, tiếng Huế đàng hoàng luôn. Rẽ phải vào cửa ngăn, đường tỉnh 8B. Rẽ phải vào đây 14 giờ tới 17 giờ. Cấm xe buýt à, cửa ngăn. Vào cửa ngăn. Ồ, tới đây nè. 200m nữa, bạn sẽ đến điểm đến của mình. Đây nội, sao cấm gì đấy? Ai cấm đâu, ai đẩy. Ôi, có cái bãi, có cái kia chỉ ngay phía ngoài này gửi xe. Mình đi vào phía trong này rồi tính tiếp rồi có thằng nào khách đi đầy kìa. Ừ. Xua ơi, cầm cái dù đi con. Dạ. Mình coi đây, mình coi mình gửi xe ở đâu quá hả? Du khách đi đầy kìa. Mình chạy qua một cái tour, cái cổng này, cái quay qua, quay đâu mà. Ta đi về rồi. Ta đi ra rồi. Đây, điểm giữ xe ô tô, xe máy đây. Em gửi vào đây cho nó đúng. Gửi tới thêm trong muốn gửi xe ô tô xe máy. Gửi xe ở đâu đây? Bây giờ em vào em gửi cái xe cả nhà. Rồi ok, một cái clip ngắn ngắn để giới thiệu với cả nhà đường đến với đại nội của Huế. Bây giờ là 2:30, 5:30 sẽ kết thúc và không có còn được tham quan nữa, thì em kiếm chỗ em đậu cái xe của em cái, thì chỗ nào mát thì mình đậu thôi. Em sang bên này em kiếm chỗ mát em đậu nha. Ok rồi, cảm ơn cả nhà mình đã xem video, rất là mong ủng hộ tiếp gia đình em nha.